Tây mẹ là vàng, tay nắm tay mang con cái Việt Nam. Xa quê ngàn trùng, tha phương miệt mùng, hãy về nơi đây là vàng, con sẽ bình an. Nhìn về xa xăm, con vẫn băn khoăn khi chiều buồn rơi. Dù tìm sao mai, con vẫn đơn côi xa quá trùng khơi. Thiếu bóng mẹ hiền, con mãi buồn phiền. Ôi mẹ lá vàng. Nhìn những em trẻ cùng với những lá cờ dân tộc, những lá quốc kỳ ngũ sắc phấp phới như thế này gợi cho chúng ta nhớ lại của Trần Quốc Toản, của Hai Bà Trưng, của Bà Triệu. Đây là tương lai của người Việt chúng ta, người Việt bắt đầu từ hải ngoại. Kính thưa tất cả quý ông bà, chị em, mùa thu mùa của lá vàng, mùa thu về với lá vàng, mùa thu vứt hết lo toan cuộc đời. Đã 23 năm qua, những mùa thu như thế này chính là để chúng ta trao cho nhau những niềm yêu thương, phải không chị Mùa Xuân? Chắc chắn rồi chị Đạt, bởi vì mỗi một lần mà mình nói đến mùa thu thì mình hay nói về tình yêu, đúng không? Mùa thu là mùa tình yêu. Và vì thế, giáo sĩ La Vang lấy cái tên thu yêu thương, hỗ trợ thu yêu thương, nghe cũng phải yêu nhiều và thương nhiều, có phải không chị Đạt? Vâng. Vâng, và bây giờ thì chúng tôi xin được bắt đầu chương trình bằng tất cả chúng ta, chúng tôi xin mời tất cả chúng ta cùng có tay thật lớn để chào đón cha thánh sứ Thomas Trần Thiên Ân và cha phó sứ Pedro Phạm Duy Khánh cũng như cha phó sứ Dominic Trịnh Thế Huy. Chúng con xin kính mời quý cha. Cảm ơn anh Thiên Đạt cũng như chị Michelle. Như chúng ta đã biết, hai anh chị đã giới thiệu về mùa thu. Vâng, riêng với giáo sư Đức Mẹ La Vang, năm này năm thứ 23, giáo sư Đức Mẹ La Vang tổ chức thu yêu thương để chào đón tất cả mọi người. Trước hết, chúng con thay mặt ban tổ chức chào đón cha chánh sứ Thomas Trần Thiên Ân, cha phó Phêrô Phạm Duy Khánh cũng như cha Damien Trịnh Tế Huy cùng tất cả quý khách từ phương xa, phương gần, từ La Vang, từ ngoài Houston và tất cả các nơi về đây cùng chung vui với giáo sư Đức Mẹ La Vang.
ước gì những ngày thu yêu thương chúng ta tổ chức hội chợ hôm nay, bầu trời, khí trời sẽ chiều lòng người, cũng như cho chúng ta trọn vẹn những ngày hội chợ rất là tốt đẹp. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, xin chào đón tất cả mọi người đến với Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trong 3 ngày hội chợ, và cầu chúc mọi người vui cùng với Giáo xứ trong những giây phút mà chúng ta hiện diện ở nơi đây. Và giờ đây, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin nhường lời lại cho cha chánh xứ dâng lên lời nguyện để chúng ta cầu nguyện cho những ngày tổ chức hội chợ hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin mời cha. Chào anh trưởng ban tổ chức chúng ta 2018 hội chợ thư, thưa một tràng pháo tay thật lớn nữa quý vị ơi. Và giờ đây chúng con xin quý cha, quý sơ, quý thầy, quý cụ, quý bà và anh chị em chúng ta cùng nắng lòng đôi chút, lắng lòng để chúng ta nhận ra những ơn lành của Chúa và chúng ta cầu xin cho những ngày hội chợ thư thương của chúng ta. Lạy Thiên Chúa là cha đầy quyền năng và yêu thương. Chính mùa thu yêu thương này, đúng ra hôm nay những cơn mưa phải vội vã và xối xả xuống vùng Houston này. Nhưng vì tại nơi đây chúng con đã ra công, ra sức quá nhiều để chúng con chuẩn bị hội chợ thu yêu thương. Thế mà những cơn mưa hầu như đã dừng lại để rồi như chiều lòng chúng con, để như nâng lên tinh thần của chúng con, như đáp trả lại tất cả những hy sinh lo toan của ban tổ chức cũng như tất cả những con người phục vụ, cũng như tất cả bao nhiêu con người háo hức đến đây trong hội chợ thu yêu thương. Thì lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con một thời tiết tốt trong buổi khai mạc chiều ngày thứ sáu này. Chúng con cũng dám xin Chúa qua lời truyền cầu của Đức Mẹ La Vang, các thánh tử đạo Việt Nam cũng ban cho mọi người chúng con khi đến đây tham dự mùa hội chợ thu yêu thương này không chỉ là vui chơi, nhưng chúng con còn nhận ra những ơn lành của Chúa, những ơn chữa lành của Chúa, những cuộc gặp gỡ của chúng con. Xin Chúa thánh hóa tất cả và ban cho chúng con đến đây và khi ra về chúng con có được nhiều niềm vui và bình an hơn là chúng con khi mới đến. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cảm ơn cha. Và thay mặt ban tổ chức hội chợ thu yêu thương 2018 xin được bắt đầu. Mai Quang Hòa xin trân trọng kính chào tất cả quý giả của Đồng Hương đến với lại chương trình phóng sự cộng đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt ở tại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trong lần thứ 18 thu yêu thương. Thưa quý giả của Đồng Hương, từ ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật trong tuần này là những cái ngày mà có thể nói là mùa thu the thẻ và gió bắt đầu mát rồi. Mấy ngày trước họ sợ là có thể là bị mưa là nguy hiểm. Tuy nhiên chúng ta thấy đó, trong cái không khí của cái hội trường của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, dù là có mưa, có nắng, có gió, có bão như thế nào, chỉ có ngại một cái thôi là từ ở ngoài sân đi vào trong này thôi. Vào trong này rất là đặc biệt, là chúng ta sẽ thấy thoải mái và mát. Để chuẩn bị cho những ngày như thế này thì Giáo xứ Đức Mẹ La Vang rất là cực trọng. Chúng tôi mời tất cả quý giả của Đồng Hương chúng tôi đi một vòng cùng với lại Giáo xứ Đức Mẹ La Vang.